Pasteur. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngành dược có thể nói là một ngành học mà nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Điều này thì cũng rất là dễ hiểu bởi vì là trong những năm gần đây thì nhu cầu việc làm của ngành dược rất là cao và các sinh viên của chúng ta ra trường thì nhận được một cái mức thu nhập rất là ổn định và khá là cao. Và theo thống kê của Hội đồng Tổ chức Việc làm thì có đến 97,6% sinh viên ngành dược có việc làm ổn định sau 4 tháng ra trường. Vậy thì để tuyển sinh vào ngành dược năm 2017, thí sinh chúng ta cần chuẩn bị và lưu ý những gì, cũng như là đặc biệt là đối với các cái thí sinh mà có học lực khá cũng như là trung bình thì làm sao mà để chúng ta vẫn theo đuổi được ước mơ trở thành dược sĩ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng với chuyên gia khách mời giải đáp vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đặng Hùng Quân, cán bộ tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng Nghề dược Pasteur. Vâng, xin trân trọng kính chào thầy Quân. Chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng Dược Pasteur năm 2017 trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và trước hết thì thay mặt cho những người làm chương trình, rất cảm ơn sự đồng hành của chuyên gia Đặng Hùng Quân dành cho chương trình tư vấn tuyển sinh của chúng tôi từ những cái số đầu tiên đến bây giờ. Vâng, và quý vị và các bạn hãy nhanh tay tương tác với chương trình bằng cách là like, chia sẻ video này ở chế độ công khai cũng như là thả tim cho chuyên gia Đặng Hùng Quân để thầy có thể tư vấn chính xác cũng như là tận tâm tận tình nhất cho quý vị và các bạn. Và đừng quên, có thắc mắc nào về chủ đề là tuyển sinh ngành dược năm 2017 thì hãy gửi tới cho chúng tôi vào phần bình luận. Vâng, thưa thầy Đặng Quân, là trước khi mà chờ đợi những cái sự tương tác, những cái câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình thì chúng ta có lẽ là cũng cùng nhau bắt đầu một cái cuộc trò chuyện nhỏ được không ạ? Vâng, thưa chuyên gia, là chúng ta vẫn thường nghe và nhắc đến cái khái niệm là dược sĩ, nhưng mà có lẽ là không phải ai cũng hiểu rõ cái khái niệm này cũng như là cái ngành học này. Vậy thì thầy có thể giải thích cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là Vũ Giang được biết là rõ hơn về cái khái niệm dược sĩ được không? Dạ vâng. Thì cái dược sĩ thì cái khái niệm đơn giản của nó là những người thực hành nghề dược, làm công tác chuyên môn về dược hoặc ngành nghề dược trong ngành y tế, thì họ cũng tham gia vào quá trình quản lý bệnh tật thông qua việc theo dõi, điều trị, dùng thuốc hoặc giải thích các kết quả xét nghiệm lâm sàng thông qua kết hợp với thầy thuốc hoặc các nhân viên y tế khác trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Dạ vâng, như vậy là khái niệm dược sĩ thường thường thì người ta vẫn thường hay hiểu cách nôm na là bán thuốc, nhưng mà qua cái phần tư vấn của thầy Đặng Quân thì chúng ta có thể hiểu rõ là khái niệm dược sĩ thì bao gồm rất là nhiều các cái vị trí công tác đúng không ạ? Vâng, vậy thì thưa thầy Đặng Quân, là các sinh viên học ngành dược ra trường thì sẽ làm việc ở đâu và những cái vị trí nào? Vâng, thì sinh viên sau khi học ngành dược thì trước hết thì cái ngành dược thì theo tôi là được đánh giá là cái ngành nghề có tiềm năng bậc nhất hiện nay, bởi sự phát triển vượt bậc của ngành dược đang tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp thì có thể làm việc tại nhiều vị trí, ví dụ như trong các công ty dược, trong bệnh viện, trong nhà thuốc, thì tùy vào những cái định hướng hay là cái trình độ của bản thân mà sinh viên có thể lựa chọn cho mình làm ở những nơi mà phù hợp nhất. Vâng. Như vậy là cũng có rất là nhiều các cái vị trí để các sinh viên ngành dược sau khi ra trường công tác đúng không ạ? Và Vũ Giang nghĩ rằng là đối với những các bạn sinh viên mà có một cái học lực giỏi cũng như là xuất sắc thì các bạn có thể tham gia vào cái công tác đào tạo giảng dạy, bởi vì là hiện nay cũng có rất là nhiều các cái trường y dược, đặc biệt là các cái trường cao đẳng dược, và lượng thí sinh thi tuyển vào ngành dược thì ngày càng nhiều đúng không ạ? Vâng, vậy thì thưa thầy Đặng Hùng Quân, là bây giờ thì đã có rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn là thí sinh gửi về, thì thầy đã sẵn sàng để tư vấn cho các bạn chưa? Vâng, tôi sẵn sàng. Vâng, vâng. Và Vũ Giang xin đọc câu hỏi của bạn khán giả đầu tiên là bạn Đinh Văn Cương ạ. Thầy ơi, học dược ra là bán thuốc đúng không ạ? Dạ vâng. Thì câu hỏi của bạn thì cũng có rất nhiều các bạn cũng đã thắc mắc, vì cứ nghĩ là học ngành dược chỉ có thể ra làm dược sĩ và bán thuốc tại các quầy thuốc. Điều này thì cũng đúng, nhưng mà các bạn vẫn chưa hiểu rõ đủ bản chất về cái nghề này. Thì ngành dược với cơ hội nghề nghiệp mở rộng sẽ có nhiều những công việc thú vị với mức thu nhập mà hấp dẫn so với cái thời xã hội hiện nay. Thì công việc mà các bạn học cao đẳng dược có thể làm sau khi ra trường cũng có thể là kiểm nghiệm thuốc. Ngoài công việc điều chế hay là nghiên cứu thuốc thì đây cũng là một cái công việc được rất nhiều các sinh viên yêu thích với ước mơ sau khi ra trường.
Các loại thuốc được bào chế hiện nay thì trước khi được cấp phép lưu hành trên thị trường thì cần được dược sĩ nghiên cứu thuốc trong phòng thí nghiệm hóa dược của viện nghiên cứu để thử nghiệm thuốc trước khi ra thị trường. Còn kiểm nghiệm thuốc là một khâu quan trọng khi sản xuất dược phẩm, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Chính vì vậy, việc đánh giá chất lượng thuốc đóng vai trò rất quan trọng và cũng là công việc mà nhiều sinh viên y dược cũng yêu thích. Có những công việc ví dụ như là bạn có thể sau khi học cao đẳng dược và làm ra thì các bạn có thể theo ngành trình dược viên. Nếu có khả năng giao tiếp và thuyết phục người khác, bạn có thể trở thành một trình dược viên chuyên nghiệp với mức thu nhập cao. Công việc này cũng phù hợp với những dược sĩ là nhanh nhẹn, hoạt bát, biết vận dụng kiến thức chuyên môn của mình và một cách khéo léo để thuyết phục những khách hàng có thể mua những dược phẩm của công ty mình bào chế ra. Rất cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của Thái Đăng Quân ạ, bởi vì là không chỉ là chắc hẳn là không chỉ là khán giả Đinh Văn Cương mà cũng rất là nhiều bạn khán giả khác của chúng ta thì thường hiểu lầm là dược sĩ thì chỉ ra là bán thuốc đúng không ạ? Vâng, và bây giờ là câu hỏi tiếp theo của bạn Tâm Nhi ạ. Học ngành dược ra có dễ xin việc không? Đây có lẽ là cũng là băn khoăn của rất là nhiều bạn và bất cứ chúng ta khi mà đã quyết định bước vào một cái kỳ thi quan trọng, bước vào cái ngưỡng cửa đại học thì cũng đều quan tâm đến cái đầu ra đúng không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì theo như thống kê thì tỷ lệ dược sĩ ở nước ta mới chỉ đạt 1,19 trên 10.000 người. Thì như vậy là Việt Nam đang có nhu cầu rất cao về nguồn nhân lực ngành dược. Bên cạnh đó thì nước ta đang hội nhập sâu về kinh tế thế giới và khu vực. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước lên kế hoạch đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, các nhà máy nghiên cứu sản xuất để nâng cao chất lượng dược phẩm và cạnh tranh với các doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài nước. Từ thực tế khách quan này thì những dược sĩ trong tương lai hoàn toàn có thể yên tâm về công việc sau khi ra trường với những mức thu nhập thì ổn định. Như vậy là bạn Tâm Nhi cũng như là các bạn khán giả, các bạn thí sinh của chúng ta có thể yên tâm về cái cơ hội việc làm cũng như là mức thu nhập của nếu mà chúng ta theo học ngành dược sau khi ra trường đúng không ạ? Vâng, và bây giờ là câu hỏi của bạn Mai Anh ạ. Sinh viên khi theo học ngành dược tại cao đẳng Y dược Pasteur sẽ được trang bị những kiến thức gì ạ? Thì khi mà bạn theo học ngành dược tại trường cao đẳng Y dược Pasteur thì sinh viên được trang bị kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở để có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ về dược học như chuyển hóa thuốc trong cơ thể này, những phản ứng bất lợi của thuốc này, tương tác qua lại giữa các loại thuốc, công thức phối hợp để tạo hiệu quả chữa bệnh và tối ưu hóa an toàn nhất cho người dùng, vân vân. Các bạn cũng có đầy đủ các kiến thức về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, kiến thức chuyên môn trong sản xuất, phân phối dược phẩm và quản lý nhà nước về cái ngành dược. Và khi mà các bạn đã vững về chuyên môn thì các dược sĩ trong tương lai có thể đảm nhận nhiều những cái vị trí, ví dụ như là dược sĩ trong các công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm, dược sĩ tham gia vào cái quy trình sản xuất, phân phối và quản lý thuốc tại các công ty xí nghiệp dược phẩm hoặc nhà thuốc tư nhân của riêng mình. Ngoài ra các bạn cũng có thể làm tốt công việc của chuyên viên kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm hay mỹ phẩm, công ty dược phẩm, công ty mỹ phẩm và những cái dược phẩm chức năng. Sinh viên thì học tại trường cao đẳng Y dược Pasteur Hà Nội sẽ được trải nghiệm trong môi trường gắn liền với trường học, gắn liền với bệnh viện, vì đây là trường duy nhất tại thủ đô Hà Nội sở hữu bệnh viện riêng trực thuộc nhà trường. Trường cao đẳng Y dược Pasteur Hà Nội có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy các ngành như dược sĩ, điều dưỡng hay là xét nghiệm. Tiến sĩ y dược hiệu trưởng nhà trường đã tích cực phối hợp mời các tiến sĩ y khoa đầu ngành và đã có công tác giảng dạy tại nhiều các trường có tiếng như Học viện Quân y, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, hay trường Đại học Y Hà Nội, hay trường Đại học Y Hà Nội để giảng dạy. Thì tham gia hội đồng nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo trình y dược nhằm giúp sinh viên tiếp cận với nhiều cái phương pháp sư phạm của các trường đại học y dược hàng đầu của Việt Nam. Thì mục tiêu chất lượng đào tạo là phải đạt chuẩn Bộ Y tế trở lên. Thì nhà trường đầu tư bệnh viện riêng để đào tạo cái mô hình trường học gắn liền với bệnh viện, kết hợp đào tạo lý thuyết với thực hành thực tế lâm sàng bệnh viện.
Ngoài ra, trường Cao đẳng Y dược Pasteur Hà Nội là trường có hệ thống phòng thực hành thí nghiệm hiện đại, thiết bị đồng bộ nên sinh viên y dược sẽ được học tập gắn liền cái thực hành cũng như là cái thí nghiệm về cái chuyên ngành của mình. Dạ vâng. Như vậy là bên cạnh khi mà các bạn thí sinh của chúng ta theo học tại trường Cao đẳng Y dược Pasteur thì không chỉ được đào tạo về các cái kiến thức khoa học cơ bản, dược học cơ sở cũng như là các cái kiến thức chuyên môn, mà một điều đặc biệt là đối với các nhóm ngành sức khỏe thì cái việc mà học lý thuyết và đặc biệt là thực hành thì chúng ta rất là quan trọng đúng không ạ? Và Vũ Giang nhận thấy là một cái thuận lợi rất là tốt của các bạn thí sinh nếu mà theo học tại trường là chúng ta có hẳn là bệnh viện riêng để thực hành. Đây là một cái trong cái điều mà rất là hiếm các cái trường cao đẳng y dược có thể làm được đúng không? Vâng. Và câu hỏi tiếp theo quán giả Hải Yến ạ. Em học lực trung bình ở Hà Nội nên học cao đẳng dược ở đâu là tốt nhất? Chào bạn. Y dược lúc nào cũng là cái nhóm ngành yêu cầu khá khắt khe về cái trình độ chuyên môn và cái khả năng của con người. Bởi thế thì không phải ai cũng có thể đủ khả năng để theo học và làm nghề. Nói thế thì cũng không có nghĩa là thí sinh có học lực trung bình sẽ không theo học hay là đăng ký hồ sơ xét tuyển được. Thì giờ đây trường Cao đẳng Y dược Hà Nội đã trở thành một trong những địa chỉ quen thuộc được nhiều thí sinh tìm đến để đăng ký xét tuyển và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Kể cả những bạn không cần học quá giỏi cũng vẫn có thể đáp ứng được cái chương trình học và theo cái yêu cầu của nhà trường tuyển dụng và cạnh tranh trên thị trường lao động. Còn cái cơ hội mở ra cho nhiều thí sinh có học lực trung bình nhờ vào hình thức tuyển sinh rất đa dạng và đơn giản. Đó là tất cả các thí sinh muốn đăng ký xét tuyển thì có thể sử dụng hai hình thức đăng ký xét tuyển, đó là các bạn có thể sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 để xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học thuộc nhóm ngành y dược. Thứ hai, thí sinh cũng có thể xét học bạ Trung học phổ thông thường được áp dụng với bậc cao đẳng và nhất định ở trong các trường cao đẳng. Thì học cao đẳng dược tại trường Cao đẳng Y dược Pasteur, sinh viên sẽ được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhà trường có hệ thống máy móc, cơ sở hiện đại, môi trường thực hành thì chuyên nghiệp, có thể đáp ứng những nhu cầu học tập của tất cả các sinh viên. Thí sinh có nguyện vọng học tại trường Cao đẳng Dược, tại trường Cao đẳng Y dược Pasteur thì có thể nộp hồ sơ về địa chỉ là trường Cao đẳng Y dược Pasteur tại Hà Nội, số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cái trường thì văn phòng nằm ở trong cái khuôn viên của Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Điện thoại tư vấn thì các bạn có thể gọi đến số 0485 9895 895, 0948 895 895, hoặc các bạn có thể truy cập vào cái website là cao đẳng dược học.edu.vn để được hướng dẫn. Dạ vâng, bạn Hải Yến và các bạn thí sinh có học lực trung bình cũng như là khá của chúng ta lưu ý là trường Cao đẳng Y dược Pasteur thì vẫn luôn là nơi chắp cánh ước mơ trở thành dược sĩ cho các bạn. Nếu mà chúng ta không sở hữu một cái học lực là giỏi hoặc là xuất sắc, và sau đây thì Vũ Giang xin nhắc lại số điện thoại tư vấn tuyển sinh của chúng tôi ấy. Các bạn có thể gọi vào số 0485 895 895 hoặc 0948 895 895 và để biết thêm các cái thông tin chi tiết về tuyển sinh ngành dược năm 2017 của trường Cao đẳng Y dược Pasteur thì các bạn hãy truy cập vào website là cao đẳng dược học.edu.vn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Phạm Dương Ta Ki ạ. Hồ sơ xét tuyển cao đẳng dược Hà Nội năm 2017 gồm những gì ạ? Vâng, thì chào bạn là Dương Taki. Thì năm 2017 theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội thì sẽ không còn điểm sàn cao đẳng. Thì chính vì vậy thí sinh chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ điều kiện để đăng ký học. Theo quy chế này thì chỉ cần là xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp cấp 3 trung học phổ thông hoặc là bổ túc văn hóa. Thì đây là cơ hội rất lớn dành cho các bạn yêu thích ngành dược mà có học lực trung bình, các bạn sẽ không phải chịu áp lực về điểm số thi cử nữa. Thì đây chính là cái cánh cửa dành cho các bạn thí sinh có ước mơ trở thành dược sĩ. Thì cái hồ sơ xét tuyển vào Cao đẳng Y dược năm 2017 thì gồm có là lệ phí xét tuyển Cao đẳng Y dược năm 2017 theo quy định là 30.000 đồng. Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y dược năm 2017 thì bao gồm là một phiếu đăng ký xét tuyển năm 2017, một bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông,
giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2017. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa cấp 3, trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước, năm 2016 trở về trước. 4 ảnh 3x4 cộng một bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương. Một phong bì dán sẵn tem, thì trên phong bì phần người nhận có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhà để nhà trường liên hệ khi cần thiết. Nếu các bạn có những cái giấy tờ ưu tiên khác thì các bạn cũng nộp kèm theo vào trong hồ sơ. Vâng, và các bạn thí sinh thân mến, là nếu mà các bạn có mong muốn là đăng ký xét tuyển vào trường cao đẳng ESOL Pasteur cơ sở tại Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh hay Yên Bái, thì các bạn hãy nắm rõ những cái giấy tờ, những cái hồ sơ hoàn thiện của chúng tôi, và số điện thoại hotline của chúng tôi thì vẫn luôn chờ đợi để tư vấn cho quý vị và các bạn. Hoặc là quý vị và các bạn có thể truy cập vào website cao đẳng dược học.edu.vn để chúng ta có thể hoàn thiện hồ sơ một cách chính xác nhất ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần công bố khán giả trúng thưởng chương trình của chúng tôi ngày hôm qua. Sau đây thì Vũ Giang xin chúc mừng khán giả có nick Facebook là Hoàng Dung ạ. Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng trị giá 200.000 đồng của chúng tôi, và cảm ơn sự đồng hành của bạn dành cho chương trình tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng ESOL Pasteur. Còn bây giờ là câu hỏi ngày hôm nay ạ. Và trước khi đọc câu hỏi thì Vũ Giang xin nhắc lại điều kiện tham gia mini game show của chúng tôi là các bạn: thứ nhất, hãy like video này; thứ hai, chia sẻ chế độ công khai; và sau đấy hãy nhanh tay điền câu trả lời của mình vào phần bình luận. Và quý vị và các bạn nhớ là chúng tôi không tính những cái bình luận đã chỉnh sửa quý vị nhé. Câu hỏi ngày hôm nay như sau ạ. Thời gian đào tạo ngành dược tại trường cao đẳng ESOL Pasteur là bao nhiêu? A. 2 năm, B. 3 năm, C. 4 năm. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay điền câu trả lời của mình vào phần bình luận. Chúc quý vị và các bạn may mắn ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tư vấn của thầy Đặng Hùng Quân dành cho thí sinh tiếp theo ạ. Bạn Đặng Thu Trang có hỏi là: em năm nay chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, muốn xét tuyển vào ngành dược nhưng không biết điểm tuyển sinh cao đẳng y dược Pasteur năm 2017 là bao nhiêu ạ? Vâng, chào bạn. Thì ngành dược là một trong những ngành thu hút được khá đông sinh viên tham gia học tập. Thì nguyên nhân là bởi đây là một cái ngành đang có sự phát triển mạnh và có tiềm năng kinh tế. Thì tuy nhiên, ngưỡng cửa đại học thì không phải là ai cũng có thể vào, bởi điểm chuẩn đầu vào của các trường đại học thì thường là rất cao. Chính vì vậy, nhiều thí sinh đã lựa chọn học cao đẳng dược Hà Nội. Thì điều kiện thì tuyển sinh cao đẳng dược Hà Nội, thì để có thể học cao đẳng dược Hà Nội thì các thí sinh phải đáp ứng được những điều kiện, đó là công dân Việt Nam có được sức khỏe để học tập, không đang trong thời gian thi hành án hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2016 trở về trước. Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017 thì cần phải hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 sắp tới, sau khi đỗ mới có thể đăng ký xét tuyển vào cao đẳng dược được. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bắt đầu từ năm 2017, các trường cao đẳng, trong đó có cao đẳng dược Hà Nội, sẽ thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó, các trường cao đẳng dược Hà Nội có thể xét tuyển thí sinh theo 3 hình thức mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, đó là thi tuyển, xét tuyển hoặc sử dụng cả hai hình thức là xét tuyển trên. Như vậy thì điểm xét tuyển cao đẳng dược Hà Nội năm 2017 có cao hay không? Theo quy định này, cao đẳng dược sẽ sử dụng hình thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông đối với các thí sinh có nguyện vọng học tập ngành cao đẳng dược. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện ở trên thì thí sinh đã nắm chắc cơ hội để tham gia học tập tại trường cao đẳng dược. Thì các bạn hãy chú ý thời gian để chúng ta nộp hồ sơ xét tuyển. Vâng, và trên màn hình tương tác bây giờ là câu hỏi của bạn Lượng Nguyễn ạ. Mã ngành dược của trường cao đẳng y dược Pasteur là bao nhiêu, và thời gian đào tạo bao lâu, thời hạn nhận hồ sơ khi nào? Vâng. Thì năm nay trường cao đẳng y dược Pasteur Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng y dược Hà Nội chính quy với 3 cái mã ngành, đó là cao đẳng dược chính quy với mã ngành là 6720401, cao đẳng điều dưỡng thì với mã ngành là 6720501, và cao đẳng xét nghiệm y tế thì với mã ngành là 6720306, theo hình thức xét tuyển thẳng tất cả các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Mã trường cao đẳng y dược Pasteur thì sẽ có cái mã là CDD 1301, thời gian đào tạo 3 năm,
tập trung chính quy. Còn thời gian nhận hồ sơ thì kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017, dùng cho các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia từ năm 2016 trở về trước. Thời gian xét tuyển và nhập học đợt 1 trong tháng 5 năm 2017. Còn thời gian nhận hồ sơ đợt 2 đó là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, là dành cho những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và khai giảng nhiều đợt trong các tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2017 và thời gian xét tuyển và nhập học đợt 2 trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017. Nên các bạn cần chú ý. Dạ vâng, và quý vị và các bạn lưu ý là Vũ Giang xin nhắc lại mã ngành dược chính quy của trường cao đẳng y dược Pasteur là 6720401, và thời gian nhận hồ sơ của chúng tôi thì được chia làm hai đợt. Đợt 1 là từ ngày 20 tháng 4 năm 2017, dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2016 trở về trước. Và thời gian nhận hồ sơ đợt 2 là từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, dành cho các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 sau khi mà các bạn đã có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2017. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Dương Lan Ngọc ạ. Em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, muốn học chuyển đổi văn bằng 2 cao đẳng dược, vậy sẽ phải mất thời gian là bao lâu? Vâng, chào bạn. Bạn muốn học chuyển đổi văn bằng 2 cao đẳng dược thì bạn sẽ mất một khoảng thời gian 2 năm. Trong quãng thời gian này, bạn sẽ được học những kiến thức liên quan tới lĩnh vực dược phẩm. Những kỹ năng cần thiết có trong quá trình làm việc sau này cũng sẽ đào tạo trực tiếp tại trường cao đẳng dược. Thì sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng hệ chính quy và được làm việc tại các hiệu thuốc, cơ sở sản xuất dược phẩm theo đúng chuyên ngành của bản thân mình. Nếu như bạn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hay đăng ký học chuyển đổi văn bằng 2 cao đẳng dược để có cơ hội mở rộng cái sự nghiệp của mình ở lĩnh vực dược phẩm. Khi học ở tại đây thì các thí sinh sẽ được đào tạo trong cái môi trường chuyên nghiệp năng động với nhiều giáo sư tiến sĩ đồng ngành trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra trường còn đào tạo có nhiều cái thuận lợi trong việc kết hợp giảng dạy lý thuyết lẫn thực hành để giúp thí sinh nâng cao tay nghề, và mới mô hình đã đào tạo ở trường học của bệnh viện. Nhà trường liên kết với bệnh viện y học cổ truyền Trường Giang sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho thí sinh cọ sát và đúc rút kinh nghiệm thực tế. Vâng, như vậy là các cái bạn thí sinh mà đã tốt nghiệp các cái chuyên ngành khác thì chúng ta cũng có thể học chuyển đổi văn bằng 2 tại trường cao đẳng y dược Pasteur đúng không ạ? Đúng rồi. Và trường thì cũng rất là tạo điều kiện khi mà mở các cái lớp vào buổi tối vào thứ bảy chủ nhật cho các bạn sinh viên của chúng ta đúng không Đúng rồi. ạ? Vâng, và bây giờ là câu hỏi của bạn Thái Vũ ạ. Lệ phí xét tuyển cao đẳng y dược Pasteur năm 2017 là bao nhiêu? Thì năm 2017 thì cái mức thu tối đa đối với thí sinh dự tuyển đại học và cao đẳng dựa trên kết quả thi quốc gia đó là 30.000 đồng trên một nguyện vọng và áp dụng cho tất cả các nguyện vọng. Đây là cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong văn bản hướng dẫn cơ chế tuyển sinh đại học cao đẳng nhóm ngành chính quy năm 2017. Năm 2017 thì thí sinh đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, cao đẳng xét nghiệm của trường cao đẳng y dược Pasteur thì sẽ không mất lệ phí. Trường xét tuyển dựa theo hình thức xét học bạ để tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có đủ điều kiện sức khỏe, không đang trong thời gian thi hành án hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học tại nhà trường. Vâng, và câu hỏi bây giờ là của bạn Ngọc Mai ạ. Em đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán, muốn học thêm văn bằng 2 cao đẳng dược thì thời gian đào tạo bao lâu, có lớp buổi tối không ạ? Thì để đăng ký học văn bằng 2 cao đẳng dược trường cao đẳng y dược Pasteur, người học cần đáp ứng được cái điều kiện là tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên ở một ngành nghề bất kỳ, có sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Thời gian đào tạo văn bằng 2 trường cao đẳng dược tại trường cao đẳng y dược Pasteur thì được áp dụng là 2 năm. Sau khi hoàn thành đủ khối lượng kiến thức và cần thiết thì người học được cấp bằng chính quy và có giá trị trên toàn quốc. Nhà trường có tổ chức các lớp học văn bằng 2 vào buổi tối để thuận tiện cho những người mà không có thời gian học vào trong giờ hành chính. Với khung thời gian linh hoạt thì người học có thể thu xếp thời gian để vừa học
vừa làm không ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan của các bạn. Như vậy là cũng rất là thuận tiện, và chúng ta có thể có thêm một cái bằng cao đẳng dược và khi mà tranh thủ đi học vào những cái buổi tối ngày thứ bảy chủ nhật, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ là câu hỏi của bạn là Phương Nhung ạ. Cho em hỏi học trường cao đẳng Y Pasteur ra có xin được việc không? Một cái băn khoăn của rất là nhiều bạn. Đúng ạ, đây là cũng là dân khoan, cái nỗi băn khoăn của rất nhiều bạn. Học ở ngành nào cũng vậy thôi. Nhưng mà theo tôi đã tư vấn ở đầu chương trình thì cái cơ hội nghề nghiệp về ngành nghề dược trong những năm tới là nước ta là rất cao, và khắc phục nhược điểm của các trường đào tạo truyền thống chỉ tập trung vào tuyển sinh đào tạo lý thuyết, thì trường cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội đã nâng cao chất lượng đầu ra, chú trọng vào đào tạo kỹ năng tay nghề y dược cho những người học, với mục tiêu là 100% sinh viên ra trường có việc làm và đã làm và phải làm được việc. Đặc biệt thì sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội sẽ được tuyển dụng làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trường Giang Hà Nội. Ở đây là bệnh viện trực thuộc nhà trường. Thì các bạn hãy theo học để cố gắng học tốt để sau này cũng được làm việc ở tại trường học cũng như bệnh viện và nhà trường của mình. Dạ vâng, và sắp tới thì trường cao đẳng Y Dược Pasteur không chỉ là có các cơ sở là hiện tại là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Yên Bái, mà sắp tới thì chúng ta cũng đang mở rộng thêm quy mô tại các tỉnh thành như là Đắk Lắk cũng như là Đà Nẵng, đúng không ạ? Vậy thì cơ hội việc làm của các bạn sinh viên sau khi ra trường cũng rất là nhiều. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Kiều Duyên ạ. Em ở Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng dược trường cao đẳng Y Dược Pasteur bằng cách nào? Vâng, chào bạn. Thì cái cách đăng ký xét tuyển cao đẳng dược trường cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2017 thì ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ có thể đến trực tiếp tại địa chỉ tuyển sinh của trường cao đẳng Y Dược Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tại số 37/3 đường Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện cũng về địa chỉ số 37/3 đường Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đường link trên website của trường cao đẳng Y Dược Pasteur. Thì nếu mà các bạn có những thắc mắc hoặc là cần tư vấn thì các bạn có thể gọi đến số điện thoại 08 6295 6295 hoặc là 09 6295 6295 để được giải đáp. Vâng, và bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều câu hỏi của các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh gửi đến cho thầy Đặng Hồng Quân tư vấn. Tuy nhiên là thời lượng dành cho chương trình tư vấn tuyển sinh của chúng tôi đã hết rồi, thì quý vị và các bạn vẫn hãy cứ gửi những câu hỏi, và các cán bộ tư vấn tuyển sinh của chúng tôi vẫn luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng để tư vấn cho quý vị và các bạn, không chỉ là về ngành dược và các ngành điều dưỡng và ngành xét nghiệm y học. Và cuối chương trình thì không biết là thầy Đặng Hồng Quân có lời khuyên gì dành cho các bạn thí sinh của chúng ta nếu mà mong muốn trở thành dược sĩ không? Cái mùa tuyển sinh cũng như là mùa học mới cũng sắp tới, thì các bạn, những các bạn đang học lớp 12 thì hãy cố gắng là ôn thi tốt, chúng ta hoàn thành tốt cái thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Còn những bạn mà đã tốt nghiệp rồi, có bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi thì các bạn hãy nghiên cứu và lựa chọn để gửi tranh hồ sơ về trường, vì chúng ta cũng đã bắt đầu là xét tuyển rồi. Đó. Thì lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Dạ vâng, và quý vị và các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh nhớ là trường cao đẳng Y Dược Pasteur luôn mở rộng cánh cửa để chào đón tất cả các bạn thí sinh theo đuổi ước mơ trở thành dược sĩ, điều dưỡng viên cũng như là nhân viên xét nghiệm y học, và đặc biệt là một số ngành khác nữa. Và đặc biệt là chúng ta luôn tạo điều kiện cho các bạn thí sinh mà có cái học lực trung bình cũng như là khá, đúng không ạ? Vâng, và mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể truy cập vào website caodangduoc.edu.vn hoặc là gọi vào số điện thoại hotline của chúng tôi là 08 6295 6295, 09 6295 6295 để được tư vấn miễn phí và tận tình nhất. Còn bây giờ thì Vũ Gia cũng như là thầy Đặng Quân phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn rồi. Chúc quý vị và các bạn có một bữa trưa thật là ngon miệng, một ngày làm việc nhiều hứng khởi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.